Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp Vietcombank chi nhánh thị xã Duyên Hải là một kỹ sư điện, hiện đang làm việc tại Ban Quản lý Dự án Nhiệt Điện 3. Qua xác minh ban đầu, đối tượng là Lê Lâm Hưng, sinh năm 1988, quê Hưng Yên, hiện đăng ký tạm trú tại khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải của Trà Vinh. Sau thời gian dài rà soát, khoanh vùng đối tượng qua các đặc điểm nhận dạng và hồ sơ nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được đối tượng, dần khép chặt vòng vây. Công an tỉnh Trà Vinh cùng lực lượng cảnh sát hình sự C45 thuộc Bộ Công an đang đi khám xét một số nơi lưu trú theo lời khai của nghi phạm để thu hồi những tang vật liên quan trong vụ cướp. Theo lời khai ban đầu, sau khi lên kế hoạch, Lê Lâm Hưng đã mua súng làm hung khí và vụ cướp đã được đối tượng thực hiện trót lọt.